Ê, cái này giờ đầu tiên mọi người bình tĩnh, từ từ, quay quay quay. Ê, lúc xin chào mọi người, mình là Tăng Cơ của Lê, không phải đi anime. Ê, lúc xin chào mọi người, mình là Tăng Cơ của Lê, không phải đi anime community đây, cái tên hơi dài á. Như mọi người thấy, chúng ta đang đứng trước viễn cảnh cái kết của tội ác ha. Và đây là viễn cảnh để farm xét thánh di vật của Furina, một trong những nhân vật mà mình rất là thích trong Genshin Impact. Thì cơ bản thì Furina mình, như mọi người không biết, nếu mọi người không biết á, thì đang là top 4% ha. Và hôm nay chúng ta sẽ bỏ video để tiêu 3.000 nhựa để mà farm cho Furina trở thành top 1%, hy vọng là vậy ha. Ok, thì như mọi người thấy á, cái Furina mình đang 4 set là cực hạn kim nè, và cái chỉ số set như thế này, cái hoa hoa và lông đều có thể nâng cấp được ha. Mình không hiểu tại sao nhưng mà cái đồng hồ hay là cái mũ là cái mạnh nhất quạt của một con, trong khi cái con đó, cái mũ thường là cái khó kiếm nhất và cái ly cũng rất là mạnh luôn. Nói chung mình cũng không hiểu, ba cái này là ba cái ổn nhất nè, mình không hiểu lắm. Và cái thứ duy nhất chúng ta cần để nâng cấp đó chính là cái đồng hồ và cái ly, cái hoa và cái lông thôi. Ok, thì có thể là chúng ta sẽ nâng cấp hoặc là có thể không, tại vì cái bí cảnh này hơi xui với mình ha. Ok, thì ngoài ra thì mình cũng đang muốn nâng cấp thánh di vật cho gaming để mà video sau mình build cho gaming nữa ha. Thì như mọi người thấy thì cái hoa này của gaming thì khó nâng cấp rồi, thì chúng ta cũng có thể nâng cấp cái lông ha. Không hiểu tại sao nhưng mà cái bí cảnh này bị lợi quyền cái lông á, mình không hiểu sao cái lông mình không kiếm được đồ tốt. Cái này cũng khá là mạnh nè, cái này thì chúng ta vừa kiếm được trong cái video build Wanderer. Nếu mà mọi người không thấy á, thì mọi người có thể quay lại cái video đó mọi người coi, mình sẽ để cái thẻ ở trên ha. Ok, và cái mũ thì chắc chắn là nâng được rồi, bởi vì nó tỷ lệ bạo và con gaming hiện tại nó đã đang bị creep, bị cap cái tỷ lệ bạo rồi, mặc dù cái vũ khí nó đang level 20 á. Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu vào bí cảnh này farm để mà 3.000 nhựa để mà kiếm đồ nâng cấp cho cả Furina lẫn Gaming ha. Để coi sau 3.000 nhựa chúng ta có những gì. Ok, let's go. Ok, ngay ngay nhựa đầu tiên chúng ta đã có được 3 đồ set Furina ha. Ok, 40 nhựa đầu tiên liệu chúng ta sẽ có cái gì nâng được không? Cái này nhựa đầu tiên mọi người bình tĩnh, từ từ, quay quay quay. Cái này gì mới nhựa đầu tiên mà. Ok, cái này maybe thử thử ha. Nếu mà mình rồi Abido thì mình sẽ suy nghĩ. Cái này vô tỷ lệ không? Không. Ok, không vô tỷ lệ thì dùng thôi. Để coi cái này cộng 4 vô cái gì á. Tấn công cũng nó hơi hao hao. Nó hơi hao hao cái lông hiện tại của Nga nhỉ. Ừ, nó hơi hao hao nè mọi người. Liệu liệu cái này có gần 40 không hay là nó high roll hơn mà nó vô được 40 ta? Coi thử. Tăng thẳng lên 15 luôn đi. Nhân 2 kìa. Nó không tốt lắm à, nó 20 CV nó là hết tấn công rồi. Ok, nhựa đầu thì mình cũng không có một trời, chứ cũng ta cũng có phút nè. Ok, nhựa thứ hai vẫn vẫn tàn xét của Furina không? Cái này bình thường thôi, cái này thì đúng dòng chính nhưng mà dòng phụ nó đúng nghĩa người vương. Đại thật chứ. Mỗi mỗi cái một thứ. HP cũng được nhưng mà dòng phụ tệ quá. Tinh thông nguyên tố. Tinh thông nguyên tố thì đai. Lần này thì nó không cho set set đúng luôn. Ê, nhưng không sao, miễn sao mà nó cho đồ ngon là được. Ví dụ như cái này tạm tạm được nè. Cái này thì không. Kia nâng lên 4 thử. Ủa, khoan 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 khoan, quay 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 quay. Nó có thể tốt hơn cái lông hiện tại của mình. Nếu mà vô hot stack tương bảo kích và tấn công thì nó có thể ngon hơn đó, 30 CV nè và tấn công. Thì maybe thử thôi. Ok, thử thử thử. Vẫn được nha. Đang cũng ổn ổn, mặc dù cái kia hơi lô rôn. Thử thử lên thêm cái sát thương bạo nữa là ngon. Mình không chơi Neo Villette à? Cái này cũng được nhưng mà để người chơi Neo Villette thì cái này mình chịu. Vẫn không có set của Furina rồi mọi người. Bây giờ level kích mình quá nhiều rồi, không cần nữa.
Hai cái mũ tỷ lệ bạo kích này. Cái ly nè. Tinh thông nguyên tố sát thương bạo kích. Maybe maybe. Nó phải do tỷ lệ bạo là mình có thể thay cái thế cái set này cho ảo hay thầm được nha mình. Với phần trăm hả? À? Dòng phủ này vậy thì thử coping mechanism. Có cái mũ rồi mà cái mũ thì mình không mong chờ lắm. Tình bốn thử nó vô sát nhân bạo thì còn suy nghĩ. Nghe nó vô tinh thông. HP tinh thông. Đó là cho anh đi lô. Ê mọi người nó vô tỷ lệ thiệt kìa. Mấy bí mấy bí. Đồ ăn hay thùm sao? Kỹ rồi. Vô một lần sát thương bạo, một lần tấn công. Bây giờ what the hell? Đây mà một lần phòng ngự, hai lần tấn công chứ. À, mà cái này là 13.2 cộng 6.2 cái mấy. Cứ tạm cho là mình chưa có cái nào tính lại tinh thông á. Maybe maybe. Hơi buồn tí. À, mọi người lần này cũng không có set kia luôn. Chán thiệt chứ. Mình farm Furina mà, mình đâu có farm cho Camin nhiều đâu bằng đâu. Để, nó cũng không tốt nữa. Set này một set kia. Này thì mình không chờ nhiều lắm nhưng mà maybe nâng được. Ủa, cái này ổn hả? Xem thử mọi người. Quê hiểm dục. Cái này không cần tỷ lệ bạo lắm. Quá nạp nguyên tốt. Nó tốt quá nhưng mà mình còn những thứ mạnh hơn á. Hai cái ly. Cái này cho sát thương nguyên tố thảo đi. Sát thương nguyên tố thủy mà cái dòng phụ vậy bỏ. Cái này cho HP đi. Sát thương nguyên tố nham và tinh thông max. chịu. không phải xét Furina luôn, ảo thế giờ. Ai da, đồ cũng không tốt luôn. Chán thế. Vẫn không phải xét Furina. Hôm nay chán thế. Cái này suy nghĩ. Cái này thì 4 vòng suy nghĩ ra lên 8 thật, lên 4 thử. Nếu mà nó không vô sát thương bạo thì chụp luôn ha. Có cái mũ, hai cái mũ luôn. Okay. Nhưng mà ông có là tốt. Ồ, hai set của Furina lại nè. Cái này suy nghĩ. Cái này thì nó tệ quá. Cái này tệ quá. Cũng được cái ly. Để coi. Ly tấn công double crit. Raiden Peace hay là Xiangyun Peace hay là Jin đi. Ảo thế giờ. Ê nó rớt kiểu tinh thông rồi. Ê từ từ thử. Thử coi full tinh thông không. Ê đang full tinh thông thiệt mọi người, từ từ khoan. Có lẽ nào 100 tinh thông. Nè nó vô HP. Rớt vô HP vẫn được. Nếu mà giờ nó lật, bắt đầu lật rồi thôi rồi qua. nó mà full tinh thông thì mình suy nghĩ không đủ tốt tại vì có cái dòng tấn công. Nghe cái này cũng vô tấn công luôn. Tỷ lệ bạo của set này thì không cần liền. Nó low roll 2 lần xong cái nó vô HP dục á. Ê không đủ tốt. Hai cái hoa mình không cần nâng cấp nữa tại vì đồ hoa mình hai cái gần hai cái 40 CP rồi. Ai dạ. À, cũng không có phải set của Furina luôn, ảo tới nhở. Mình đâu có tính build Furina DPS đâu. Ê từ từ khoan, cái này có thể được, cái này có thể được. Ấy bí vô sát thương bạo thiệt kìa mọi người. Không thấy chưa?
Nó 722 HP, 10%, 30 30 mấy CP cho mỗi người. Ảo tới 7, 7, 8 là 15, 7, 5, rồi cộng 2, 2, 7, 5 là 37 CP cộng với bắt B. Cái này là đồ anh Long luôn nè, mà mình cũng không bỏ được nữa. Hay gì á. Thế thì là mình chắc mình nâng lên luôn đó. Đó, này này mình chưa có nào cho nên là mình nâng thẳng lên luôn cho nó xong. Á à, mọi người, nó vô hết tấn công rồi, nhìn cũng ổn á. Vô hết tấn công và tinh thông luôn. Ngon ngon, ổn cũng ổn. Không tới nổi mọi người. Ờ, vậy là gaming sẽ không bị cap crit rate nữa. Thôi rồi đó. Không, vậy là gaming không cầm cái này nữa, sẽ không bị cap crit rate nữa. Bây giờ cầm cái sát thương bạo kích chứ tấn công 20%. Ờ đó, giờ 50, 174. Giờ lại thì hơi, lại hơi đắp. Cái có cái đồng hồ. Coi thử. Tấn công hiệu quả nạp, tỷ lệ bạo kích. Maybe, maybe. Ok, nó không vô ngon à, chụp. Ồ, có cái lông kìa, mình đang cần nâng cái lông. Maybe, double crit. Nó một phòng ngự rồi. À, gần ngàn nhựa rồi, gần ngàn nhựa rồi. Và chúng ta được double phòng ngự, ok. I'm fine. Có cái đồng hồ suy nghĩ. Cái này chịu rồi. Ê, không tốt, không tốt. Kém đấy nhỉ. Ý, có một cái lông mọi người, có một cái lông, có một cái lông. Xem thử, xem thử. Thì chắc chắn không rồi. Cái này nó cũng không tốt luôn. Ây da, chán thế nhờ. Cái điều cái hoa nữa coi nha. Tấn công phòng ngự, phòng ngự. Ê, vua phòng ngự. Cái này có thể xem qua được, maybe, maybe. Này có thể xem xét. Cái phòng ngự đó mọi người. Ê, thêm một cái lông nữa. Cái này cũng được. Ê, cái này suy nghĩ được. Thì mình đang rất lông mình rất là tệ. Ok, vua phòng ngự, hai phòng ngự. Double phòng ngự không phải double crit. Ờ, cái này cũng double phòng ngự. Ây da, ít cho các HP phần trăm thì mọi người suy nghĩ. Được cái mũ mà mình không có tin tưởng cái mũ lắm. Yeah. À, cái mũ mình nó khỏe quá rồi, không cần lắm. Cái này cũng suy nghĩ được. Nó cho tấn công rồi, mình có rất nhiều cái mạnh hơn. À, chịu rồi. Có cái đồng hồ, suy nghĩ. Suy nghĩ. Tinh thông. À, nó còn không tốt nữa chứ. Trời trời. Ý, hai đồ. Ê. Ngon cũng ngon. À, để suy nghĩ cái đã. Nè, phòng ngự vậy. Yeah. Này HP double crit đi. Phòng ngự một crit đi. Hai cái phòng ngự mới chịu với mọi người. Đây. Hai cái hoa mọi người, hai cái hoa. Liệu 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 răng. Hai cái hoa. Này không biết. Tân thử. Ờ à, gì đây? À, đây không đúng set luôn mọi người. Có cái đồng hồ rồi mọi người. Cái này hai dòng phòng ngự mà mình đang thiếu lòng á, mình suy nghĩ cũng được. Cái này có phòng ngự luôn, chán thế vậy. Ê gì đây? Hiệu quả nạp tỷ lệ bạo sát thương bạo. Ok, suy nghĩ. Được. Nè, qua. Quá nạp bỏ qua luôn. 50 siêu ý. 30 kìa. Mà nó vô hai lần flash phòng ngự cũng ai. Mà 30 cho ta 14 còn 19 là 30 mấy rồi. Ai da. À, rồi ai dùng hiệu quả nạp vậy? Ơi, một cái hoa với lại một cái cát. À, cái này à, tấn công đi mấy bí. Nghe cái này không được. Cái này tinh thông ngon chứ mà bị không tốt.
Á, dòng phụ cái kìa, dòng phụ tệ nhất mà mình từng thấy luôn. Cái này lần này còn không phải xét vô Furina luôn trời. Ai da, chán thế. Cái này suy nghĩ với Neo Billet được. Nếu mà mình có copy Neo Billet. Ok, nó vô tấn công rồi, không được đâu mà biết. Nè, nó vô tinh thông rồi. Mà từ từ, thử coi. Nó mà full tinh thông thì suy nghĩ cũng vẫn suy nghĩ. Lần này là vô sát thương bạo. À, mọi thứ vòng vô quá. hai đột suy nghĩ thì có thể xem xét được. Cái này không được thì mọi người tự hiểu à. Ai da, vô phòng ngự mọi người. À, gần nửa chặng đường rồi, con chưa được cái mới được có đúng một cái mũi nâng cấp cho gaming. Với lại không được cái này nâng cấp cho Furina luôn. Đây ý, như lần này hai cái thì này hơi khó nè. Này sao không được. Ô, cũng hai cái có lẽ nào suy nghĩ đắp bộ phòng ngự. À, chán thì cứ làm gần ngàn rưỡi rồi vẫn còn ngự. Ai à, chán ghê. À, được cái một bông hoa. Cái này suy nghĩ được ha mọi người. Suy nghĩ được. Cái này thì không. Ngự HP tấn công chịu. Ok, thì cái này là cái lần chính thức được một nửa chặng đường ha. Sau cái lần 40 nhựa này chúng ta sẽ được 1520 nhựa. Nếu mà để coi được những gì. Và chúng ta được hai đồ Furina, suy nghĩ. Không thì chắc chắn không mà, cái này cho HP đó một crit kỷ niệm nửa số nhựa đó tiêu đi nè. HP một crit. Suy nghĩ. Ok, cái này suy nghĩ được nha mọi người, mình đang đau khổ lắm rồi. Ai da. Tại vì cơ bản là nó 4 vòng nữa. Ok. Nếu mà không 4 vòng thì mình không có suy nghĩ đâu. Coi nữa gì. Thêm cái tấn công nữa. Thôi không cần cho lắm. À, ít nhất cũng có food. Ok, quăng luôn food vô liền. Để coi được cái gì. Cảm ơn. À, 4 lần vô sát thương bạo là mình mừng lắm rồi. Đúng. Wow. À. Ê. Vua tinh thông. Vô hết tinh thông, hai lần tấn công mọi người. Ôm nó né hết sát thương bạo luôn. Hay ghê. Nửa chặng đường rồi mà không có gì hả mọi người. Okay, nếu mà mọi người thích content cho tới hiện tại thì mọi người cho mình like để an ủi. Chứ nửa chặng đường rồi, chỉ có đúng hiện tại recap thì chúng ta chỉ có được một cái này mới nè, và cái này mới nè. Set là mà còn không phải set của Furina nữa đó chứ. Ok, đại thiệt cái chứ. Ý, được 2 đô. Cái này suy nghĩ được. Chó tỷ lệ dòng chính nè, mặc dù mình có tới tận mấy cái rồi. Quá nạp đắp một phòng ngự chịu. Quá nạp mà một phòng ngự thì còn suy nghĩ. Chứ là một crit nữa. À, nãy vô phòng ngự. Vô phòng ngự luôn, bỏ lại. Hơi bị nhiều nhựa rồi, vẫn chưa có đồ mọi người. Hai cái hoa. Ê, không có gì luôn. Đều cần nâng cấp nữa. Này nó hơi tệ ha. Nó tệ hơn cái của mình. Tại vì mình vừa có hiệu quả nạp với nó một crit rồi. Cái này cũng không nâng được luôn. Hay da. Ê, một cái mũ và một cái bình. Phòng ngự. Tấn công. Chịu.
Ai hai cái mũ, hai cái mũ set này luôn. Nhưng mà mình đang rất là ngon. Mình không có mong chờ gì nâng cấp hết, và nó cũng không có gì nâng cấp luôn. cái này vẫn hai set, hai cái đồ có thể nâng cấp được. Suy nghĩ coi, cái này chắc chắn không được. Double crit đi, làm ơn, mình chưa có cái lông nào thực sự đủ mạnh hết. Mà hai dòng vậy suy nghĩ được mọi người. Phải cốp thôi, giờ này phải cốp thôi, nó vô tỷ lệ sát thương là cốp được. Phải vô HP. chịu. Ý, ê, lần này cũng được đồ ngon phết, hết ngon nè, nhưng mà không biết đồ ngon không. Đang sát thương nguyên tố thủy double HP nhưng mà không có miếng crit nữa. Ít nhất có một dòng crit đi thì mình suy nghĩ chứ. Nhưng mà vậy gần được rồi mọi người. Và cái này double phòng ngự. Yeah, cái lớp lông của mình không tốt chút nào. Lần này thì nó bắt đầu sai đồ rồi. Mình không cần mấy đồ này nữa. Và nó cho double phòng ngự luôn chứ. Biết là không cần rồi nhưng ít nhất cho cái gì nâng được hơn không? Tấn công double crit trong cái đồng hồ cũng được mà. Kệ, nãy giờ tính là cũng đúng set phết đó chứ. Mà không biết đồ ngon không? Cái này nâng giải trí được thử ha, lên thử 4 coi nó vô được sát thương bạo không thì suy nghĩ. Cái này thì hơi buồn. Nó cũng không gì luôn hả mọi người. chịu. Được một cái hoa, let's go. Tăng sát thương nguyên tố thôi. Cũng suy nghĩ. Mình có đúng một cái sát thương nguyên tố thôi. Nó vô tỷ lệ à. Sát thương bạo thì mình còn suy nghĩ, mình cốt, mình không thích tỷ lệ lắm. Một cái lông, suy nghĩ. Cảm ơn. Lông double crit giùm mình. Mình mệt quá rồi. Một crit cũng được, vô hết crit là được. Đau khổ quá mọi người. Nó không đủ tốt. Nó im thì mình còn suy nghĩ, ít nhất là nó có ESP. Cái nón quá đồng hồ, suy nghĩ tăng trị liệu rồi chịu ấy. Phong ngữ hai cái dòng mà mình không muốn thấy nhất. Ê, lần này là con không cùng set nữa mọi người. Không có cùng set nữa, hơn 2000 nhựa rồi đó mọi người. Vẫn chưa có gì thực sự đặc sắc. Ê mọi người, hai cái hoa. Let's see. Suy nghĩ được, này ngon. Cái này thì maybe thử rồi. Nó vô hết HP với lại tỷ lệ thì được á. Cái này thì dòng phụ nó tệ quá. Mình có tới tận 2 cái tỷ lệ bạo rồi, mình không cần thêm á. Ok, nâng cái này lên 4 thử, let's go. Tấn công. Mình cốt xíu ha mọi người. Cốt xíu. Chịu quá nạp thôi, cái này mình nghi là nó sao nói rồi. Ok. Cái này all in sát thương. Tỷ lệ thì mình còn suy nghĩ. Con này vô tỷ lệ không? Đó, vô tỷ lệ rồi mọi người. Suy nghĩ rồi. Chịu. À rồi, nó vô phòng ngự rồi. Hay da. Ba đồ, suy nghĩ coi. Cái này cái gì? HB hai dòng cũng ổn. Thử coi, mình cốt với mọi người á. HB tỷ lệ bạo cũng cốt luôn. Này phòng ngự chịu. Tao coi cái này vô cái gì. À tấn công. Mày còn một cơ hội á. Tao cho mày còn một cơ hội đấy. À rồi, nó phá vỡ cơ hội của nó nè. Cái này sao? Tinh thông, bỏ đi. Hai đồ mọi người. Suy nghĩ. Cái này khá là tốt mà mọi người. Thế là đúng là dòng thôi. Để coi lên 4 làm sao. Cái này cho nó một cái đây.
hiệu quả nạp HP mình suy nghĩ được. Nếu mà nó vô crit dam hay crit ray gì đó thì mình còn suy nghĩ được á. Nó vô 2 lần HP chịu á. Tinh thông nguyên tố. Để mình nó max roll tinh thông là thử không. Nó vô gì vậy? Nó vô gì chứ? Nó vô, tưởng nó vô full, đang cần nó vô full tinh thông để vô. Nó vô, vô mỗi thứ gì vậy? Ê, bang, quay. Ê, lần này đừng nói là mình cày cho Furina xong cái rốt cuộc ra đồ của Gaming với Neviland. Vậy mình tập thiệt á. Đang cần cái lông luôn á. Ok. Cái lông bị cái lời nguyền gì của cái set này á. Lông không ra cái nào được ngon hơn hai cái mạnh nhất. Rồi vô. Là đó rồi. Ai kệ không sao sao mình không. Cái này vẫn cái mạnh nhất của mình á. Cái không cũng được. Giữ được tới khi mà mình kiếm được cái tiếp theo mà nó vô được thêm vòng nữa. Này copy âm được, cái này copy âm được. Cái đấy copy âm được. Mình đau khổ lắm rồi, cái nó khúc được. Thì qua đáp được. Thì qua đáp còn được. À rồi, vậy là tại ai à. Ý, hai đồ, suy nghĩ. Boom. Tinh thông nguyên tố. Dòng phụ cũng khá là ổn ha mọi người. Thử được. Phong ngữ double crit. Ê, coi chừng mình roll albedo mọi người. À, cái này thì bình thường ha mọi người, không đủ tốt cho lắm. Trừ khi nếu mà nó vô hết HP. Từ, khoan. Nếu mà vô hết HP thì maybe đó nha. Khoan. Kẹt quay. À, nên là thế rồi. Ai da, 12 thử, let's go. À, nó vô hết thì rồi. Nó vô hết kìa mọi người. À, nó lệch một vòng rồi. À, giờ nó vô hết lần nữa thì cũng 30 CV thì chắc là maybe giữ được thôi mọi người. Kiểu như là mình cũng chưa có character nào scale defense. Ok, đủ 30 không ta? Thấy hơi low roll. Để coi 18.6 cộng với 11.7 vừa đủ 30 luôn hơn á. Ok, giữ ha mọi người. Có đồ video rồi. Ê, maybe, làm ơn. Please, double crit đi. Một crit. Mình đau khổ lắm rồi, suy nghĩ được không mọi người. À, mình không có cái nào đủ tốt á. Ok, và nó double phòng ngự rồi mọi người. Để thử thêm 8 đi. Đau khổ thiệt chứ. Ê, nó vô tỷ lệ bạo rồi mọi người. Khoan đã. Hay quay. Nó vô lần nữa rồi mọi người. Ê, quay. Ê, vô quay. Quay a minute. Ê, vô quay. Nó vô, nó mà vô hết thì mạnh hơn cái hiện tại thì cái chứ. À rồi, đã lệch rồi mọi người. Giờ thì nó vô 13 cũng 26 à. Thôi bỏ ai. Phí phú thiệt chứ. Trời. Ý, có cái ly. Suy nghĩ. Cái HP bỏ rồi ha. HP double crit ở dưới thì còn suy nghĩ. Oh, phòng ngự. Suy nghĩ được, mặc dù nó low roll tới chết luôn. Ok. Nhìn là hiểu à mọi người. Vẫn không set kia. Ây da. Cái này cho tới 1 crit thì còn suy nghĩ. Cái thương bạo. Tinh thông. Suy nghĩ cũng được. Nè.
double phòng ngự luôn mọi người. Mà nó vô mỗi hai cái phòng ngự một lần, mà vô sát thương bạo đúng một lần. Mình tính cốt mà cái này cố không được á. Ồ, hai cái đồng hồ suy nghĩ. Đó, ý mình nói là cái này mình sẽ nâng cấp được, mình nâng được nè, nhưng mà nó không cần tỷ lệ bảo đâu mọi người. Chịu quá nạp. Tấn công sát thương bạo suy nghĩ được. Để cái đó này vô sát thương bạo hay ghê. Hay ghê. Hay được rồi. À, nó là thế hả mọi người mình. Đó là thế là chịu hả mọi người. À, nó là thế rồi thì chịu. Được rồi, cái mũ liệu nó mạnh hơn cái mũ cũ mình không? Em thử coi. 2, 3. Tinh thông một lần, sát thương bạo một lần. À, vẫn suy nghĩ được, để coi thử. À mà nó lệnh luôn rồi. À, đã không có gì ngon thôi, nó còn lệnh nữa. Có cái hoa xem thử. Sắp hết challenge luôn mọi người. Mà mình không có, thì tại Fury ra không được biết là nâng cấp. Trong khi đó là gaming là full đồ. Chán thiệt chứ. Ý được hai cái kìa, để coi. Gì? Được hai cái mà có gì cũng như không. Được cái lông kìa, suy nghĩ. Được cái lông. Mình đậu khổ lắm rồi. Cái này cốt được luôn á, mình đau lắm rồi. Nó chưa hắt. Thử coi. Ây da. Ok, mày đợi. Nó là Tết kìa. Chịu. Được một ly, cũng được. Thử không mọi người. À, đau khổ. Luôn bỏ qua hả. Ý, được thêm cái lông nữa rồi mọi người. Để coi thử coi. Double crit đi, làm ơn. Nói thiệt là mình cũng đang thử luôn. Mình sắp hết challenge luôn rồi đó mọi người. Được cái hoa kìa, cái này bỏ đi. Ý, cái hoa suy nghĩ nha. Ây vô, suy nghĩ cái hoa được. Nó vô HP, không cần lắm. Ây da. Lòng này không được. Này. Ý này suy nghĩ mừng. Này suy nghĩ được. Ý được cái lông kìa. Cái này cũng được. Suy nghĩ cái này lông cho double crit vô. Double phòng ngự hoài vậy. Trời ơi vậy sao chứ. Cái này cũng suy nghĩ được. Cái này thì chịu. Ok để thử. Không vô rồi thôi. Chịu. Có cái lông. Gần xong challenge rồi. Cho cái double crit đi mà. Mình giờ double crit đó. Double phòng ngự. Thêm cái lông nữa. Có hy vọng. Làm ơn double crit đi. Double hack. Ai da cái gì trời. Giúp lên cấp độ đi trời. Ở thêm một cái lông nữa kìa. Suy nghĩ được. Làm ơn. Cái này tiền triệu rồi. Double crit. Let's go. Lần thứ 3000. Chắc chắn nó được. Suy nghĩ được. Bảo, tin tưởng, vô, tỷ lệ bảo. Tấn công.
Không sao, không sao, tất cả mọi thứ vô sát thương bạo là còn cứu được. Làm ơn. Lật hết kìa mọi người ơi. Ây da. Không 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 thể như thế này được. Mình phải đánh tiếp, không thể kết thúc cái video mà mình không có gì nâng cấp được. Nửa thứ 3040. Có cái ly hắc bể đó một cái gì? Nó đúng dòng phụ, sao nó sai dòng chính? Mình cứ chơi Raiden đâu. À. Sao? Mình cứ chơi Raiden đâu tại sao? Không biết nên cười hay nên buồn. Ai à, thêm cái lông được 3000, cái này mình còn suy nghĩ được nè, tới 10 cái ly phòng mình tới hết bộ luôn. 3080 nữa rồi, nó một crit. Ấy, cái này suy nghĩ được nè mọi người. Làm ơn cho nó vô crit giùm. Vô. Không. Ok, lấy hết xui xẻo rồi. Bây giờ là cái lông nó sẽ vô crit down. Flash. Không sao, không sao. Chúng ta cốt được. Cốt viêm. Mình muốn cốt viêm nó vô cái gì nó ngon ngon mà. Tại sao? Không còn được, không đúng set nữa. Cho đồ nâng cấp Funa đi mà. Làm ơn. Ly HP double crit. Ly vẫn ly tấn công. Video này thì nó không được như ý mình. Ok thì 3000 nhựa, chính xác hơn thì 3120 nhựa đã qua ha mọi người. Và chúng ta không có gì nâng cấp cho Furina hết. Tất cả mọi thứ đều như cũ. Rất là xui luôn mà mọi người thấy rồi đó. Gọi là cái bí cảnh này rất là xui đối với lại mình ha. Mặc dù mình có cái mũ rất là mạnh. Mình sẽ không quay cái mũ nữa. Ok, và nhưng mà gaming thì chúng ta được một đồ nâng cấp, đó chính là cái mũ sát thương bạo kích này. Nó mở dòng vô rất là tốt cho gaming. Và nó làm cho gaming ít bị cap crit rate hơn. Sau khi mình nâng cái này lên 90 thì nó sẽ bị cap tiếp, nhưng mà nó sẽ không bị cap nhiều như là cái mũ tỷ lệ nữa ha. Nói chung là gaming video sau mình sẽ build. Và như mọi người thấy thì cái video này rất là xui, cho nên là mọi người muốn gọi là an ủi mình xíu á, thì cho video này một like, một subscribe ha. Thì tất cả mọi sự đóng góp của mình mọi người á, thì mình sẽ rất là cảm ơn. Và nếu mà mọi người muốn mình quay lại cái bí cảnh này á, phục thù, thì mọi người hãy comment xuống phần bình luận ở bên dưới. Mình sẽ, nếu mà sau cái video gaming á, thì có nhiều bình luận muốn mà mình phục thù cái bí cảnh này á, thì mình sẽ quay lại mình phục thù cái bí cảnh này thêm 3000 nhựa nữa để mà kiếm thực sự đồ nâng cấp cho Huina và Gaming á. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.